Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay dự sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người, đề nghị ngành phải tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp cả nước, với số lượng người dùng ngày càng tăng, giá trị thanh toán gấp 23 lần GDP. Ngành đã tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai đề án 06 và đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành ngân hàng cùng các tổ chức tín dụng trong công tác chuyển đổi số, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành địa phương và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong phát triển khoa học công nghệ tại giai đoạn hiện nay. Vì vậy, thời gian tới để thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng, Thủ tướng nêu rõ 3 mục tiêu. Thứ nhất, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp tiếp cận thuận lợi tốt nhất các dịch vụ của ngân hàng. Thứ hai, góp phần tiết giảm chi phí về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và chính hệ thống của ngân hàng. Thứ ba, góp phần đắc lực hiệu quả kiểm soát rủi ro, đẩy lùi, ngăn chặn tiêu cực trong ngành ngân hàng, nhất là những phiền hà sách nhiễu người dân. Thủ tướng cũng lưu ý 5 đẩy mạnh, gồm đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, đẩy mạnh phát triển nhân lực số, hệ sinh thái ngân hàng số, nền kinh tế số, đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm tăng cường công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng tiêu cực.